Phòng thành phố nơi đầu sóng, Hải Phòng thành phố đẹp mộng mơ, thế núi giang sông đồng vàng biển bạc, tàu buôn phương tới bên, bao công trình uy nga từng ngày vươn lên. Hải Phòng người sang tin dòng sông, bạch đằng ngon sóng thân quần dâng, dìm sắc sâm lăng khi khách cha ông, dạng danh tên đất nước, bạch đằng dòng sông thiêng lừng lấy chiến công Ngô Vương Quyền. Hải Phòng quê ta, họ Ngô chúng ta gắn bó bao đời trước ngàn trùng biển đông, qua bao bão giông gian nan chiến tranh càng thêm vững tin con đường lên tương lai. Họ Ngô chúng ta từ miền tâm huyết thúc đức nghĩa nhân sống đẹp thanh cao, trọn đời luôn gia đình thì chúng tôi xin đọc cái danh sách ủng hộ như thế này. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa các bậc cao niên cùng toàn thể các thành viên trong dòng tộc và các em các cháu học sinh về dự lễ trao thưởng học sinh giỏi năm học 2022-2023. Và trong khí thế thi đua sôi nổi của toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta đang đẩy mạnh cao trào thi đua lập nhiều thành tích thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn của cả nước. Hòa chung khí thế đó, phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài ngày càng được đẩy mạnh, thực hiện có hiệu quả ở mọi cấp, mọi ngành, mọi địa phương, dòng ngọ và các hộ gia đình ngày càng được quan tâm hơn. Kính thưa các vị đại biểu, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ chúng ta phải làm thế nào cho văn hóa vào sâu trong tâm lý quốc dân đồng bào. Người đã nêu ra một đoạn điểm khái quát, văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi. Ngay sau khi giành được chính quyền, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác định nước nhà cần phải kiến thiết cần phải có nhân tài. Người luôn quan tâm vì sự nghiệp trăm năm phải trồng người, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dùng khái niệm trồng người với một nguyên nghĩa của khái niệm văn hóa là trồng trọt vun trồng cây cối. Vì lợi ích 10 năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người. Ngay ngày khai trường đầu tiên sau cách mạng tháng 8 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn thế hệ trẻ trong công cuộc kiến thiết đất nước. Nước nhà trông mong, chờ đợi ở các em rất nhiều. Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không? Dân tộc Việt Nam có được bước tới đài vinh quang, sánh vai với các cường quốc Nam Châu được hay không? Chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em. Người đã thường nói, thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà. Thật vậy, nước nhà thịnh hay suy,
yếu hay mạnh, một phần lớn là do các thanh niên. Bởi vậy, trong di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết. Từ đó có thể rút ra một hệ luận, nếu sao nhãng việc trồng người nhất định sẽ dẫn đến bất cập, hơn nữa còn có thể làm suy thoái về đạo đức con người và có thể gây lên những hậu quả không thể lường hết được. Vì vậy, Trung ương Đảng đã có chỉ thị số 11 CTTU ngày 13 tháng 7 năm 2007, Thủ tướng Chính phủ có chỉ thị số 02 TTG ngày 7 tháng 1 2008 và Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hải Phòng có chỉ thị số 08 CTTU ngày 11 tháng 6 2008 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Ngày 20 tháng 2 năm 2014, Thủ tướng Chính phủ có quyết định số 281 QĐ-TTG về đề án đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng. Từ nhận thức sâu sắc đó, Hội đồng Gia tộc Hoàng Ngô Đăng luôn tổ chức hoạt động tốt phong trào khuyến học khuyến tài, xây dựng dòng họ học tập và gia đình học tập. Hôm nay, Hội đồng Gia tộc tổ chức lễ trao thưởng cho các cháu học sinh giỏi năm học 2022-2023, tổ chức cho các cháu học sinh giỏi về dâng hương đền cụ Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm và văn miếu Xuân Na, nơi thờ 14 vị tiến sĩ. Hôm nay, Hội đồng Gia tộc tổ chức lễ trao thưởng cho các cháu học sinh giỏi năm học 2022-2023, tổ chức cho các cháu học sinh giỏi về dâng hương đền cụ Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm và văn miếu Xuân Na, nơi thờ 14 vị tiến sĩ của Tổng nghi Dương xưa Kiến Thụy nay, trong đó có cụ Ngô Thái Cẩn, người họ Ngô ta. Là gia đình rất nghèo nhưng hiếu học, đã đỗ tiến sĩ xuất thân hoàng giáp khoa Canh Tuất năm 1550, quan ngự sử của Vương Triều Mạc. Để đẩy mạnh phong trào xây dựng các mô hình học tập giai đoạn 2021-2030, hoạt động khuyến học, khuyến tài mang lại kết quả tốt hơn nữa, chung tay giúp đỡ các cháu học sinh nghèo vượt khó học giỏi, rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra kế hoạch, phương châm đẩy mạnh tổ chức thi đua khuyến học khuyến tài cho những năm tiếp theo, tạo lên nếp sống thi đua hiếu học của các thế hệ học sinh trong dòng họ đạt kết quả ngày càng cao. Kính thưa các bậc cao niên, các bậc phụ huynh và các cháu học sinh, thật vinh dự cho dòng họ chúng ta được đón tiếp các vị đại biểu khách quý về dự buổi lễ trao thưởng cho các cháu học sinh giỏi. Tôi xin trân trọng giới thiệu về dự buổi lễ trao thưởng cho học sinh giỏi hôm nay có ông Bùi Đức Quyết, Bí thư chi bộ Đắk Nông 1, đại diện cho cấp ủy chi bộ, ban công tác mặt trận thôn Đắk Đồng, để người chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Tôi xin trân trọng giới thiệu về dự buổi lễ trao thưởng của các cháu học sinh giỏi hôm nay có ông Ngô Quang Thứa, trưởng làng văn hóa Đắk Đồng đã về dự, để người chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Tôi xin trân trọng giới thiệu về dự buổi trao thưởng hôm nay có các bậc cao niên và đông đủ các đại biểu Hội đồng Gia tộc cùng phụ huynh và các cháu học sinh giỏi và các cháu học sinh sinh viên giỏi năm học 2022-2023 đã về dự đông đủ, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Tiếp theo chương trình là phần trao tiền ủng hộ quỹ khuyến học. Kính thưa các vị đại biểu, muốn tổ chức phong trào khuyến học có hiệu quả thì việc xây dựng quỹ khuyến học khuyến tài của dòng họ là một việc làm rất cần thiết và thường xuyên phải coi trọng, không thể thiếu được, đòi hỏi sự chung tay của cả dòng họ. Việc lặng mấy con cháu đông thành nhẹ, khó khăn mấy biết chung sức đoàn kết của dòng, khó khăn sẽ vượt qua. Các cụ xưa đã dạy, nhà trưởng tôi khó nhưng họ tôi đông, mỗi người góp một đồng thì sẽ hết khó. Tiếp theo chương trình là việc trao tiền ủng hộ quỹ khuyến học. Ban tổ chức xin kính mời các đại biểu ủng hộ là từ 500.000 đồng trở lên là chúng ta sẽ tổ chức lên trên này để trao tiền ủng hộ quỹ khuyến học. Chúng tôi sẽ mời theo danh sách. Thay mặt ban tổ chức và hội đồng gia tộc, chúng tôi xin trân trọng là kính mời ông cụ Ngô Đăng Ghi, Phó Chủ tịch Hội đồng Gia tộc lên nhận quỹ tặng khuyến học của các thành viên. Xin mời cụ Ngô Đăng Ghi. Tôi xin trân trọng kính mời cụ Ngô Đăng Nhậm, Phó Chủ tịch Hội đồng và là trưởng lão cũng trong dòng họ là cụ lên tặng 500.000 đồng cho các thành viên. Cùng chạm vào tay. Thank you.
xin trân trọng kính mời là bà Nhung vừa ủy quyền của cụ Ngô Đăng Diêu chuyển vị hội đồng, do sức khỏe yếu không về được, cụ đã gửi ủng hộ quỹ khuyến học 1 triệu. Xin mời bà Nhung lên trao quà, trao tiền chủ nhiệm. Để việc chúng ta nhìn đẹp hơn đây. Xin mời ông Ngô Đăng Trưng đại diện cho ông Ngô Đăng Hưng, vì ông Hưng không về được nên ủy quyền ông Hưng, ông Trưng lên trao quà ủng hộ 1 triệu. Đi lên trên trọng. Xin trân trọng kính mời bác vợ chồng bác Huế Đan, hai bác lên trao quà và chụp ảnh nguyện. Xin mời bác vợ chồng bác Băng bác Tía lên trao 500.000. Xin mời là chú Tuyên, lên trao 1 triệu. Đặc biệt họ ta có sinh viên những năm trước đây được dòng họ rất quan tâm, hàng năm đều là học sinh giỏi và sau khi học tốt nghiệp đại học đã ra công tác, là hôm nay là Ngô Đăng Hoàng con ông bà Long Nhung cũng thành đạt ra công tác, nhưng hôm nay là ủng hộ quỹ khuyến học 2 triệu. Mời anh Hoàng lên trao ủng hộ quỹ. Xin trân trọng kính mời là bác Đào Thị Trung, ông bác Hải ủng hộ 500.000 lên trao quà. Bác Trung. Vâng. Xin trân trọng kính mời ông Ngô Đăng Quang ủng hộ quỹ khuyến học 1 triệu. Xin mời ông lên trao quà. Thì chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Xin mời ông Ngô Đăng Trưng thay mặt cho bà Ngô Thị Mười lên trao ủng hộ 500.000. Vâng, chúng ta nhìn em. Xin kính mời bác Thắng Thủy lên trao quà 500.000. Vâng, chúng ta nhìn em. Tiếp theo xin trân trọng kính mời là ông bà Long Nhung, bà Nhung lên trao quà 500.000. Thì chúng ta nhìn em hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Ngô Đăng Đập lên trao quà ủng hộ 500.000 đồng. Rồi, ra nhiệt liệt hoan nghênh. Tiếp theo xin trân trọng kính mời là bác Ngô Đăng Tuấn và chồng bác Tuấn Hồng ủng hộ quỹ 500.000. Xin mời chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Vâng, đề nghị chúng ta nổ một tràng pháo tay thật giòn giã. Các cô công, các bác và các thành viên với tâm huyết của mình ủng hộ phong trào khuyến học là ngày có sức khỏe dồi dào và phong trào khuyến học của họ ta ngày một là phát triển, là có nhiều các em các cháu sẽ thành đạt hơn. Tiếp theo là đến phần trao thưởng cho học sinh giỏi. Riêng năm nay trao thưởng học sinh giỏi là thời gian là các em học sinh đại học và học sinh là sinh viên xuất sắc là đã là lên trường nên là không có mặt hôm nay được, nhưng riêng những em mà có mặt hôm nay thì chúng tôi sẽ đọc mời để trao. Dũng ơi, không nhận cho cháu à? Đúng rồi. Cái đấy ngoài đó. Không phải. Cái đấy tên gì?
Ngô Đăng Long là con Tuân Long Long mà Tuân Tuân đây thì chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Nhưng Trung Hiếu ở đâu? Ông kia Rồi, các cháu còn lại thì các chi này sẽ nhận trực tiếp ở chỗ ông Phạm. Tình quê
rộng tay mời. Đền thờ Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm tại thôn Trung An, xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo được nhà nước xếp hạng cấp quốc gia năm 1991. Nguyễn Bình Khiêm thuở nhỏ tên gọi là Văn Đạt, quê ở Trang Trung An, huyện Vĩnh Lại, tỉnh Hải Dương. Ngày sinh của ông chưa có sách nào ghi cụ thể. Theo cuốn Công Dư Tiệp Ký của Vũ Phương Đề, một danh thần ở khoảng cuối đời Lê Trung Hưng, người làng Mộ Trạch, tỉnh Hải Dương, thi đỗ tiến sĩ khoa Bính Thìn năm 1736, đời Lê Ý Tông, làm quan tới chức Đông Các Hiệu Thư Thị Tham Chánh Sơn Nam đã viết: Nguyễn Bình Khiêm sinh năm Hồng Đức thứ 21, tức năm Tân Hợi 1491. Lúc nhỏ vốn dáng kỳ vĩ, chưa đầy một năm đã nói sõi. Năm 4 tuổi, thân mẫu dạy cậu học cách các bài nghĩa của kinh, mới đọc qua đã thuộc lầu lầu. Lớn lên được mẹ và thầy Dương Đức Nham dạy học. Sang tuổi trưởng thành, ông học thầy Bảng Nhãn Lương Đắc Bằng. Do xã hội lúc đó nhiều biến động, mãi năm 44 tuổi ông mới dự thi thời triều Mạc. Cả ba kỳ thi đề đỗ giải Nguyễn Khôi, kỳ thi đình năm Ất Tỵ 1535, ông đỗ Trạng Nguyên và được vua bổ làm hiệu thư ở Viện Hàn Lâm, rồi đại học sĩ tòa Đông Các. Ông làm quan cho nhà Mạc được 8 năm, rồi dâng thất trảm sứ, không được vua ưng thuận nên cáo lão từ quan về quê mở trường dạy học. Sáng tác hàng nghìn bài thơ bằng chữ Nôm và chữ Hán. Người đời tương truyền, ông có nhiều bài sấm ký bao quát tầm nhìn thời thế ứng nghiệm. Nhiều học trò theo học ông đã lừng danh như Giáp Hải, Phùng Khắc Khoan, Nguyễn Dữ, Đinh Thời Trung, Trương Thời Cử, vân vân. Có người làm tới chức tể tướng. Như vậy, ông không chỉ là cây đại thụ về thơ văn mà còn là một nhà giáo lỗi lạc. Mặc dù sống cuộc đời điền viên, vui thú cỏ cây hoa lá, ngâm thơ, vịnh cảnh cùng môn sinh, nhưng lòng ông vẫn đau đáu nỗi yêu nước, thương dân. Ông mất ngày 28 tháng Giêng, mùa đông năm Ất Dậu, năm 1585, niên hiệu Diên Thành thứ 9, đời Mạc Mậu Hợp, thọ 95 tuổi. Năm Mậu Thìn 1929, Bảo Đại thứ 3, dân làng quyên góp tiền bạc, công sức tu tạo lại ngôi đền. Tháng 9 năm 1985, ngôi đền được thành phố chỉ đạo tu sửa, mở mang khuôn viên, sửa lại đường xá. Ban quản lý di tích quốc gia đặc biệt đền thờ Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm xin được hân hoan chào mừng đoàn đại biểu các cháu học sinh giỏi xuất sắc của dòng họ Ngô Đông, xã Đoàn Xá, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng về dâng hương báo công tưởng niệm danh nhân văn hóa Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm. Sau đây là nghi lễ dâng hương của đoàn, xin phép được bắt đầu. Vĩnh Bảo, huyện Lý Học, xã Trung An, thôn Trình Quốc Công, Linh Từ. Bái thỉnh tiên sinh Trình Quốc Công Nguyễn Bình Khiêm, nhà đại học sĩ thi hào, danh nhân văn hóa của dân tộc Việt Nam, nhà xúc phạm lỗi lạc, người thầy của muôn đời, bậc minh triết của thế kỷ 16. Bái thỉnh Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm hôm nay ngày 17 tháng 9 năm 2023, tức ngày 3 tháng 8, năm Quý Mão, ngày lành tháng tốt. Tại di tích quốc gia đặc biệt đền thờ Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm, đoàn đại biểu các cháu học sinh giỏi dòng họ Đoàn
dòng họ Ngô Đông, xã Đoàn Xá, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng, do ông Ngô Đông Hải, Phó Chủ tịch Hội đồng Ngô Cập thành phố Hải Phòng, Chủ tịch họ Ngô Đông, huyện Kiến Thụy, làm trưởng đoàn, cùng đại diện các bà trưởng họ, đại diện các bà hộ cho các bạn học giỏi, chăm ngoan học giỏi năm học 2023-2024 tiếp tục gặt hái nhiều thành tích xuất sắc. Sau đó học sinh đi cửa trái di chuyển ngay xuống nhà khu vực nhà khách để chúng ta ngồi vào bàn, sau đó có quạt mát chúng ta sẽ nghe thuyết minh. Vâng, xin bạn vào lễ cũng đi rồi, đi diễn cho thuyết minh cho. Từ từ để bà quay cho cháu dài đấy, từ từ đó đấy, cô vào đấy cháu cho những đứa đấy rồi cắt tay bác cũng là ba bái rồi thì cũng hỗ trì cho các cháu và đồng ngõ Ngô Đông học bành thành đạt. Các cháu là tăng năm 2024 và 2024 và tiếp theo những năm sau là các cháu học thành tiến bộ của thầy có nhiều các cháu sinh giỏi và nhân tài và họ về quê đất nước để phục vụ đất nước của mình. Dòng họ Ngô Đông, xã Đoàn Xá, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng. Thưa các bác và phụ huynh học sinh và toàn thể các bác học sinh giỏi xuất sắc của dòng họ năm học 2023. Hôm nay rất vui mừng cho ban quản lý di tích được hân hoan chào đón các ông các bà, các bác và các cháu học sinh của dòng họ ta trở về dân hương tham quan tại di tích. Thay mặt cho tập thể cán bộ của ban quản lý di tích quốc gia đặc biệt, tôi xin tự giới thiệu, tôi là Phạm Thị Nguyệt, phó trưởng ban kiêm huấn luyện viên. Xin được trân trọng gửi lời kính chúc tới các cụ, ông, bà trong đoàn lời kính chúc gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc, bình an, được gặp nhiều may mắn. Chúc các cháu học sinh mạnh khỏe, chăm ngoan, đoàn kết, hiếu học, rèn đức luyện tài, thi cử đỗ đạt. Chúc cho năm học 2023-2024, dòng họ sẽ tiếp tục có nhiều cháu học sinh hơn nữa đạt kết quả xuất sắc trong năm học và chúc cho các cháu học sinh là gì có nhiều giải cao cấp huyện, cấp thành phố, cấp quốc gia. Vâng, kính thưa các khách quý, thưa toàn thể các bạn học sinh yêu quý, chàng Trình Nguyễn Bình Khiêm, niềm tự hào lớn lao của quê hương Vĩnh Bảo, quê hương Hải Phòng, vị trạng nguyên xuất sắc nhất của vương triều Mạn, đồng thời cũng là vị trạng nguyên tiêu biểu cho các triều đại phong kiến Việt Nam, một trong những thiên tài, một trong những ngôi sao sáng trên bầu trời Việt Nam mà ngàn đời mới có. Khu di tích quốc gia đặc biệt rộng tới gần 13 hectare và gồm 10 điểm tham quan. Đây là một công trình có quy mô lớn nhất nhằm tôn vinh tưởng niệm danh nhân ngay trên chính quê hương. Ở khu di tích, thưa các bạn học sinh yêu quý, đây chính là nơi ở, nơi dạy học cuối đời, nơi thờ chính quốc công Nguyễn Bình Khiêm. Tọa lạc diện tích rộng tới gần 13 ha. Đền thờ quan trọng nơi chúng ta dâng hương sẽ là điểm tham quan đầu tiên trong hành trình đến khu di tích quốc gia đặc biệt của 10 điểm tham quan. Vâng, thưa các vị khách quý, chàng Trình Nguyễn Bình Khiêm sinh năm 1491, mất năm 1585. Quê ông chính tại làng Trung An Phủ, như lại trấn Hải Dương, nay là thôn Trung An, xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng. Ông sinh ra trong một gia đình nho sĩ bình dân, ở làng Trình Tuyền Hầu, cả cha và mẹ đều là người văn tài học hành. Cha ông là người phát định một nhà giáo có tài hay chữ, đỗ hương cống triều lên, không ra làm quan mà nhà dạy học. Mẹ cũng nhớ thì thuộc người thấp kinh dịch, giàu nghi lực, giỏi văn chương, am tường đoán lý số và có tài đoán định. Tương truyền đang sống thời nhà Lê đã thịnh đồng đức, bà tư đoán vận mệnh nhà Lê 40 năm sau suy vong. Bà kén chồng mót 30 tuổi mới kết duyên cùng ông Nguyễn Văn Định, vì thế có tướng sinh quý tử bà bên ấy. Thuở nhỏ, ông bị Khiêm có tên là Nguyễn Văn Đạt, với một tố chất thông minh, ông nổi tiếng là thần đồng, tài năng sớm bộc lộ.
Một tuổi ông đã nói sõi, 5 tuổi ông đã thấu rất nhiều thơ ca của âm tinh dịch do mẹ dạy truyền khẩu. Chính vì vậy thế con mình một tướng mạo khác thường, mẹ mình khiêm quyết tâm dốc lòng đào tạo con trai mình thành một tài năng giúp đời cứu nước. Thầy trai trẻ, mặc dù ông học rộng tài cao như vậy, nhưng xã hội trở nên nhiều biến động vô qua nhảy bê, ăn chơi hư đốn và thối nát. Ông Nguyễn Bình Khiêm không ra thi thố tài năng, mà ở nhà mở lớp dạy học, đóng vai một sĩ tử chờ thời. Cho tới khi vua Mạc đăng xoanh ngôi vua, năm 1529 thi hành nhiều chính lệnh tốt, ông mới quyết định ra ứng thi. Ở tuổi 44-45 khi đang ngửa đời người, ông tham dự liên tiếp ba kỳ thi hương, thi hộ, thi đình của nhà Mạc tổ chức. Bài thi của ông chiếm thủ khoa của cả ba khoa thi, giành học vị cao quý trạng nguyên. Một trường hợp hiếm có trong lịch sử thi cử Hán Ngọc ở nước ta, ra thi là đỗ ngay là đỗ liên tiếp cả ba khoa thi. Vâng, đỗ trạng nguyên, trạng nguyên khiêm ra làm quan nhà Mạc. Gần 8 năm phò tá nhà Mạc, sau khi hai vua dọn vào triều Mạc, Bắc Hà, chúa nhỏ Mạc Phúc Hải nối ngôi, nội bộ triều đình bất hòa, gian thần thao tốn chính sự. Lòng ông đau nói dân bà án kết tội chém đầu 18 kẻ thần của cả thông gia con rể của mình. Nhưng vua Mạc không chấp thuận, vì vậy ông quyết định treo ấn từ quan về quê vào tháng 8 năm 1542, khi đó ông tròn 52 tuổi. Nếu như là ta quan sát khu vườn tượng đây ạ, chính là bên cạnh ngôi đền thờ, các bạn xin lưu ý hình ảnh ông Bình Khiêm cáo quan về quê, dân làng già, trẻ, gái, trai ra chẳng lâu sau gần 8 năm ông xa quê hương. Đây là khu vườn tượng ngay cạnh ngôi đền, các bạn nhớ nhá hình ảnh ông Nguyễn Bình Khiêm cáo quan về quê. Và các bạn học sinh yêu quý, từ quan trở về quê nhà, ông đã dành toàn bộ cuộc đời còn lại của mình để dựng trường dạy học, chính là ngôi đền ngay đoàn ta đến dân hương. Xưa kia chính là ngôi đền, đây là ngôi đền, xưa kia chính là ngôi trường An Bạch Vân, ông dựng lấy trường tên là An Bạch Vân. Đang quay nha mẹ, đang quay ở Nguyễn Bình Khiêm. Đây chính nơi đào tạo nhân tài cho nước thế kỷ 16. Nơi ông sáng tác ra hàng nghìn bài thơ cả trong nước một chữ Hán. Và đã viết rất nhiều lời tiên tri sấm ký mà người đời gọi là sấm trạng gì? À, sấm trạng trình, được coi là nhà tiên tri số mấy của Việt Nam thì ông được coi là nhà tiên tri số mấy? À, mạch dạng đấy các bạn? Số mấy? Số mấy? Số 1 của Việt Nam, Đồng Tháp Cao thì các bạn thấy là... Và các bạn xin yêu quý, khi dân sớ chém 18 kẻ động thần không được chấp thuận, ông đã từ quan về quê. Việc làm dân sớ chém 18 kẻ động thần của trận trình chứng tỏ ông là vị quan thanh gì? À đúng rồi đấy, vị quan thanh liêm. Là người yêu nước và thương gì? Dân. À đúng rồi, là người đi đầu trong việc chống tham quan và kẻ điện thần. Bây giờ chúng ta gọi chống tham gì? Dũ. À thế tư tưởng và hành động của trận trình cũng xứng đáng để chúng ta học tập không? Có. Là tấm gương sáng để cho hậu thế noi theo, đúng không? Đấy, các bạn nhớ. Vậy trạng trình có những điều gì chúng ta đáng để chúng ta học, đó là gì, trân trọng, đó là gì chúng ta phải noi theo, đó là một cụ là tấm gương về chống tham gì? Nhũng. Đúng rồi, thế kỷ 16 tư tưởng hành động của cụ đã tiến bộ như vậy các em ạ. Và thứ hai là tư tưởng và hành động tiến bộ như vậy và chúng ta đáng học tập ở trạng trình, đó là truyền thống hiếu gì? Đấy, tấm gương về đạo học đấy, đúng rồi. Cô dưới là mấy bạn học sinh ngồi dưới là không biết trả lời cô đâu nhá. Chúng ta phải như các em ở trên này này, rất chú ý lắng nghe và cũng đồng thanh trả lời, chứng tỏ là mình trở về đây am hiểu và tiếp thúc nhiều cái kiến thức để chúng ta phấn đấu học thật giỏi hơn. Và các bạn học sinh yêu quý, đó là điều chúng ta đáng trân trọng học tập và trạng trình Nguyễn Bình Khiêm. Vâng, và thưa các cơ, các quý, thưa toàn thể các bạn học sinh yêu quý, trở về quê nhà, ông dựng trường dạy học, chính là ngôi trường nơi chúng ta thắp hương, chính là ngôi đền bây giờ ạ. Lúc đó trường dựng rất đơn sơ, tranh tre và lứa lá, tại đây trở thành trung tâm đào tạo khắp đất nước thế kỷ 16. Học trò tôn kính ông là Tuyết Giang Phu Tử. Và tại đây ông đã sáng tác ra hàng nghìn bài thơ cả trên nôn và trên Hán. Thời hoạt động đó cũng quan trọng sự phát triển văn học dân tộc và mang tính triết lý sâu xa về thời cuộc. Thời hoạt động lên án mạnh mẽ chế độ phong kiến đã làm đảo lộn giá trị đạo đức đồng tiền. Ví dụ bài thơ nôn 71 ông đã từng viết: thế gian bến cảng vỗ lên soi, mặn hạt chua cay lẫn ngọt bùi, còn bạn, còn tiền, còn đệ tử, hết cơm, hết rượu, hết ông tôi, xưa nay đều trọng người chân thật, ai lấy nàng ưa kẻ đại bôi, ở thế mới hay người bạc ác, giàu thì tìm đến, khó thì tìm lui, đời nay cái nghĩa tựa và mời, có của thì hơn hết mọi lời, người của lấy cân ta nhắc thử, mới hay rằng của nặng hơn người. Thất có tay cao rồi động đến ăn không mật vỡ kiến bỏ chi. Không chỉ là một cái đại thủ thơ văn thế kỷ 16, một người thầy danh tiếng và trên hết ông người đời ngưỡng mộ suy tôn, chính là nhà tiên tri số của Việt Nam.
Cách chúng ta 500 năm ngay trong đầu cuốn sống Trình Tiên Sinh Quốc Ngữ, ông khẳng định rằng Việt Nam khởi tổ xây nền. Có cái rằng quốc hiệu nước ta sẽ đặt tên là Việt Nam. Mọi người chưa đoán có chính xác không? Chính. Hoàn toàn chính xác đúng không ạ? Rất nhiều bài thơ bài văn của mình cũng có sử dụng hai chữ Việt Nam để ca ngợi cảnh đẹp non sông đất nước. Điều đó chứng tỏ rằng quan trọng người sử dụng hai chữ Việt Nam nhiều, thiêng liêng và tiền định như một quốc hiệu. Với mảnh đất Nam Đàn tuyên đoán sinh ra Chủ tịch Hồ Chí Minh, đục sơn phân giải bỏ lấy thấp thanh kỳ đáo lan thành Nam Đàn sinh thắng. Có chính xác không bạn? Có. Hoàn toàn chính xác đúng không ạ? Và thế kỷ 16, ông vốn là nhà tiên tri. Ông đã nhận thấy vai trò của biển đối với sự phát triển kinh tế của đất nước mà ông tiên tri rằng biển Đông vạn dặm giang tay giữ, đất Việt muôn năm vững trị bình. Muốn giữ đất nước Việt Nam ta trường tồn thịnh trị, chúng ta phải giữ vững được biển Đông. Và còn rất nhiều lời tiên tri nữa chứng tỏ ông là nhà tiên tri số 1 Việt Nam, là bậc kỳ tài hiển danh muôn thuở, là người chân thông thiên văn, dưới tường địa lý, giữa hiểu sâu sắc nhân tâm, tiêu biểu cao nhất của trí thức đương thời. Vâng, kính thưa các cụ, ông bà, thưa toàn thể các bạn học sinh, ngôi đền thờ quan trọng ngay đoàn ta đến sân hương cách chúng ta tồn tại gần 438 năm. Ngày 28 tháng 11 âm lịch năm 1585, Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm lâm bệnh nặng và qua đời, ông hưởng thọ 95 tuổi. Học trò khắp nơi đều để tang thầy trong nước mắt. Vua Mạc Mờ đã cử sứ đoàn của mình đứng vương mạc Đông Nhượng phụ chính triều đình cùng văn võ bá quan về dự. Và tháng riêng năm sau, năm 1586, một năm sau khi ông mất, để tưởng nhớ công lao của Trạng Trình, vì ông có công với 4 triều vua Mạc, vua Mạc bèn ban cấp 3.000 quân tiền cổ cùng 100 mẫu ruộng để nhân dân xây dựng ngôi đền. Từ tay vua Mạc đề bình ngạch cho tặng trước cửa đền Mạc Triều Trạng Nguyên Tể Tướng Từ, đền thờ quan Tể Tướng Trạng Nguyên triều đình nhà Mạc. Trải qua rất nhiều thời gian, ngôi đền dựng thời Mạc ngay trên đền ngôi trường có đến ngày hôm nay, đều có dòng họ Ngô Đăng đúng không ạ, xã Đàm Xá đến dân hương chính thức ngôi đền thờ quan trọng, trùng tu lại năm 1928 đời vua ở đài. Ngôi đền mang phong cách nghệ thuật triều Nguyễn, đền thờ quay hướng đông bằng ánh sáng mặt trời, hướng đông là hướng mặt trời mọc, hướng một nguồn sáng vĩnh cửu của phát triển về trí tuệ, về phát triển về khoa bảng. Vì vậy ngôi đền dựng trên nền và quay hướng đông với ý nghĩa chung như vậy. Và thưa các vị khách quý, đền thờ quan trọng chính thức năm 1991 được Bộ Văn hóa Thông tin xếp hạng là di tích quốc gia. Năm 2015, nhân kỷ niệm 430 năm đón bằng di tích quốc gia đặc biệt, đền thờ được nhà nước công nhận là di tích quốc gia đặc biệt. Và năm 2019, đền thờ lễ hội diễn trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 11 âm lịch hàng năm, chính thức được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Và thưa các vị khách quý, với 10 điểm tham quan, ngôi đền thờ quan trọng nay tồn tại cách chúng ta gần 438 năm. Ngôi đền cổ đến nay vẫn còn đó, chở che cho mảnh đất Vĩnh Bảo và vùng quê giàu truyền thống hiếu học và chứng kiến trang sử đổi thay của nhân dân Vĩnh Bảo ngày hôm nay. Ngôi đền cổ không chỉ là nơi người dân Vĩnh Bảo tự hào về con người truyền thống văn hóa của quê hương, và nơi đây là điểm đến, là địa chỉ đỏ của hành trình hiếu học. Và đặc biệt nơi đây có một điều rất đặc biệt, nơi tôn thờ chính Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm, nhà tiên tri số 1 Việt Nam, người đặc thù, kỳ lạ và hy hữu chỉ có ở Hải Phòng. Vâng, sau khi tham quan đền thờ chính, các bác, ông, các bà, các cháu học sinh di chuyển đến những ngôi đền thờ thân phụ thân mẫu để chúng ta tham quan. Còn một ngôi đền đằng sau là thờ cha mẹ đấy ạ, và dòng tộc Hoàng Nguyễn. Và cạnh đó nhà trưng bày có hình ảnh tư liệu kỷ vật gắn với cuộc đời sự nghiệp của gia nhân. Và men theo đường nội bộ để giới thiệu luôn với đoàn, các cháu học sinh ngồi đấy cũng sẽ tập trung hơn các bác ạ. Nếu cho ra ngoài mọi người sẽ phân tán ngay. Di chuyển xuống khu đường nội bộ, men theo khu vườn thượng, chúng ta sẽ đến tham quan một điểm nữa, các ngôi trường Nam, vân. Trường được tái dựng lại trên đợt lá cói cấu kiện bằng gỗ lim ở ngay sau đền song thân đấy ạ. Vâng, và di chuyển đến trung tâm quảng trường, các bác sẽ được chụp ảnh cùng với các cháu tại trung tâm quảng trường, nơi kỷ niệm ngày sinh ngày mất của doanh nhân hàng năm, nơi thành phố Hải Phòng tổ chức biểu dương tôn vinh học sinh đỗ thủ khoa, những sinh viên tốt nghiệp thủ khoa đạt tất cả các giải quốc gia quốc tế đều được tổ chức tại đây. Và trung tâm quảng trường nơi đây cũng chính là gì ạ, nơi mà ngày 14 Tết Quý Mão vừa qua, huyện Vĩnh Bảo tổ chức thành công lễ khai bút mừng xuân, thu hút rất nhiều du khách đến tham quan xin chữ đầu năm cầu may. Và thưa các vị khách quý, bức tượng quảng trường được khánh thành năm 2000 có một bức tượng đấy ạ. Vâng, tượng được cụ được tạo bằng đá granite, cụ mặc y phục nhà nho giản dị sống gần dân, tay cụ cầm bút, tay cụ cầm sách, mắt cụ suy nghĩ nên tiền thế thái. Vâng ạ, và đằng sau đó thì hai bức phù điêu hiện nay không được lại gần vì bức phù điêu chuẩn bị tôn tạo lại.
vâng đang bị xuống cấp, thì các cháu cũng mình tránh xa một chút, thì đấy là bước phù điêu tái hiện toàn bộ thân thế sự nghiệp cách mạng của chúng ta Hải Phòng. Và đằng sau đó là ngọn núi sớm chín ngọ, đó là biểu tượng của tiền án hậu trầm, bức tượng cũng đặt tại quảng trường án ngữ, phải có hồ nước bán nguyện, sau là phải có núi để cho bức tượng thêm phần uy nghi vững chãi. Và điểm cuối cùng nữa chính là cách đi 100m chính là chùa Sao Mai và đền thờ bà Minh Nguyệt, thứ quận phu nhân của trận trình, bà người tu tại gia, bà người Đồ Sơn, nhưng vì lấy quan trạng bà không có con nên mới có dịp chùa Sao Mai để bà tu tại gia. Bà xin ông dựng năm 1556 để bà tu tại gia và vui với cảnh Phật. Và thời gian nguyện vọng của ngôi chùa được dựng năm 1556. Điều đặc biệt của ngôi chùa nay, chùa có pháp, có tự, có tượng, có chùa nhưng không bao giờ có sư. Theo các bậc cao niên trong làng kể rằng sư đến không ở ngôi chùa này rồi lại phải ra đi, vì bà đã tu tại gia 31 năm dòng và trở thành bà tổ của chùa làng. Chính vì vậy ý nghĩa chùa Sông Mai gắn kết với di tích đền thờ trạng trình bị khiêm bởi lẽ như vậy. Vâng, kính thưa các cụ, các ông, bà trong đoàn, các bác cũng học sinh, thưa toàn thể các bạn học sinh của dòng họ Ngô Đăng, xã Đoàn Xá, huyện Kiến Thụy, để dành thời gian cho đoàn ta, các cháu học sinh cùng với các ông bà tham quan đền thờ thân phụ thân mẫu và nhà trưng bày một số điểm chính chúng ta chụp ảnh kỷ niệm trong khu di tích, vì hôm nay cũng là một chương trình rất ý nghĩa, một ngày này tháng tốt đầu tháng 8 đúng không ạ? Vâng, các ông bà rất vất vả tổ chức một chương trình hôm nay với quy mô như này để các bạn học sinh có điều kiện tổng kết của năm học, bước vào năm học mới chúng ta có điều kiện để đến đây để báo công và thành tích học tập xuất sắc của các bạn học sinh trong năm qua và tri ân công đức của trạng trình Nguyễn Bính. Và đặc biệt chúng ta trở về khu di tích nơi linh thiêng đúng không ạ? Và nơi chính là nơi ở, nơi dạy học cuối đời của ai? À, và quê hương Vĩnh gì? Thăm quê hương Vĩnh gì? Đúng rồi, mà cũng quên dòng truyền thống hiếu gì? Một mảnh đất địa linh nhân kiệt. Và nơi đây tự hào lắm các bạn ạ. Cũng xin giới thiệu với ông bà dành thời gian còn các ông bà có điều kiện tham quan tự do. Cũng xin giới thiệu là Vĩnh bảo cho tôi rất tự hào là cũng quên dòng truyền thống văn hóa mảnh đất hiếu học. Bởi vì nơi đây hành tích học tập của Vĩnh Bảo trong những thời phong kiến thì người đỗ đấy, nhiều người đỗ đại khoa như Đỗ Căng, tiêu biểu nhất chính ái Trắng Trình. Cô Đỗ Trắng bây giờ tuổi bốn mấy? Bốn mươi mấy? Bốn mươi năm. Và thời ngày nay thì học sinh Vĩnh Bảo nối tiếp truyền thống học của cha ông. Hàng năm Vĩnh Bảo đóng góp rất nhiều thủ khoa và các trường đại học danh tiếng trong cả nước, chỉ đứng sau chuyên trần phố Hải Phòng. Và đặc biệt học sinh Vĩnh Bảo là có thủ khoa toàn quốc đấy các bạn ạ. Năm ngoái thì cô em học sinh trường trung học phổ thông Nguyễn Bình Khiêm đứng thứ 6 toàn quốc, bạn được 29,55 điểm, bạn là thủ khoa của tất cả khối A toàn thành phố. Và năm nay nối tiếp truyền thống trường trung học phổ thông Nguyễn Bình Khiêm có vợ em Phạm Thị Vân Anh đạt thủ khoa toàn quốc khối A không đúng không ạ, đêm không đúng không ạ, các bạn có nghe thông tin không? Đấy, ngay cổng trường chúng ta đi ra tuyến đường đẹp đấy chính là trường mang tên cụ và nằm trên ngay địa bàn xã Mỹ Học đấy ạ. Đấy, thế nên các bạn thấy rất tự hào và rất gì ạ, trường trung học phổ thông Vĩnh Bảo rất nhiều thủ khoa. Vì Vĩnh Bảo sao nếu mà thi vào khối 9, Vĩnh Bảo đứng số 1 thành phố. Các bạn cứ xem cái danh sách mà thành phố Hải Phòng thi vào 10 thì trường trung học cơ sở chuyên Nguyễn Bình Khiêm đứng thứ nhất toàn thành phố Hải Phòng. Thủ khoa chúng tôi đứng sau chuyên thành phố thôi. Xin các bạn biết là truyền thống chúng ta là truyền thống của Vĩnh Bảo chúng tôi là giàu truyền thống hiếu gì. Hôm nay là bác là trưởng đoàn, bác Ngô Đăng Hải người đứng ra tổ chức và cùng với các ông các bà trong đoàn tổ chức chương trình rất ý nghĩa. Và cô xin phép dừng lời tại đây và xin chia tay các bạn học sinh của dòng họ chúng ta tại đây. Xin chúc cho các vị đại biểu những lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc các con chăm ngoan, học giỏi và năm học tới có nhiều sinh giỏi xuất sắc hơn nữa nhé. Cô tay. Rồi, chúc các bạn có một chuyến tham quan vui vẻ, thuận lợi, bình an và ý nghĩa. Xin cảm ơn. Chúc cô mạnh khỏe, các cô mạnh cảm phóng đây. Ta thở ngay đầu tiên đấy, là cái này là cái am học đầu tiên là nhà danh, nhà. Đấy, để tái tạo cái chỗ này là khu vệ bắt đầu từ quan, cái sau đó là các cái quan lại là
giải được rất là nhiều. Ba quan, thế rồi không có tiền thì cuối cùng lên kiện, cuối cùng nói tam quan là quan tám thì không phải là ba quan, thế thì để bán ếch quan nhỏ quan các thứ được cũng đủ cái số tiền đấy, thế mà cái đào ếch kìa, 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 rất dài kìa, đây. Đây là bắt đầu từ ngày vẽ vẽ chưa đấy, đấy sau khi mà bố mẹ đi học bắt đầu làm quay bắt đầu nấu chặt đây đố đạn đây thì các ông để đến xin cho con đi học những cái đố đấy và đến cái thời buổi cách mạng xã hội bây giờ mình bắt đầu tiến tới là đồng ngôn giáo mát và bắt đầu chuẩn bị công chiến đấy, sau đó đến kia đến cuối cùng kia là lễ hội làng rồi còn sang bên kia là từ cuối năm về cái bên kia là cuối năm cho đến bên hai cái bức điêu này là biểu hiện tượng là từ cụ trạng này từ ngày cho đến từ khi sinh thành cho đến cho đến hết tân trăng sang bên kia là từ hòa bình trước cũng có mở rồi, có mở như mở còn mở lịch sử sau này mới làm thời sau lần chùa mới làm vâng chùa cũ xin đừng đi chùa vứt đi rồi xong làm lại 3-4 lần thời bất lợi có cái bè bất đi lợi sau khi mà cả mất thì bà ấy bỏ đi. Cháu trai hôm mai ngày mai làm được rồi. Cuối ngày ơi. Mà về sau bà ấy đi bà ấy
sinh cụ học đời và đời vốn là chân minh của các ông là tiến sĩ của tổng bí thư Dương Trinh Thanh. Hôm nay đoàn học sinh giỏi của Ngô Đan xã đoàn xã Nguyên Thế Kỳ và hội đồng gia tộc phòng Ngô Đan cùng các phụ huynh của học sinh về dân hương văn miếu Xuân An nơi thờ cộng tử 14 vị tiến sĩ tổng bí thư Dương và chân linh chủ tịch Hồ Chí Minh. Con cháu của dòng họ Ngô Đan nhất tâm xin phục tịch và xin các ngài phù hộ độ trì cho con cháu trong dòng họ ngày càng học hành tiến bộ trưởng thành và nhiều cháu là đạt giải cao trong những kỳ thi tới và đặc biệt là các cháu sẽ học hành thành đạt được kết quả cao trong kết quả học tập của những năm tiếp theo. Thay mặt của hội đồng gia tộc phòng Ngô Đan và hội đồng phòng Ngô Chính Thủy, hội đồng phòng Ngô thành phố Hải Phòng, hôm nay đoàn đại biểu về và về dự có ông Ngô Thị Xuân, phó chủ tịch hội đồng phòng Ngô thành phố Hải Phòng, phó chủ tịch hội đồng phòng Ngô Nguyễn Thủy Kỳ về cùng dự dân hương với đoàn. Xin trân trọng kính mời ông Sơn về trước phương án tiền để lễ cùng cho các cháu được lễ. Ô, cháu hai ba đường cắm hai bên nhá. Thì cháu cắm xong. Cắm rồi. Xin mời ông Phạm, ông ở trong hội đồng đứng nhé. Ông Quắc, ông hội đồng dân tộc đứng ngang trên. Cháu nãy cụ để nghe ông quát giới thiệu cho các cháu nắm được còn trong thì hội đồng gia tộc vào cũng ở trong này. Hôm nay vâng, cháu xin là rất vinh hạnh được đón tiếp toàn học sinh giỏi của Ngô Đan xã Đoàn Xá. Thế và nhân dịp này bác thay mặt cho ban quản lý di tích của văn miếu ký lịch sử văn hóa của thành phố của đây thì cũng xin giới thiệu với lại các bác các anh các chị và các cháu, đây là một di tích mang đậm nét văn hóa tôn vinh sự học của phổ nghi dương xưa và kinh môn xưa và nay phải hiện diện thế. Thế thì về cảnh quan của văn miếu thì chủ yếu là thờ thánh quan là ô khẩu của một người Trung Quốc, nhưng mà về đạo vua của Việt Nam từ lâu đời nay là có cái sự khơi mở và động viên cái sự học. Thế và đồng thời ở bên hai cái gian cánh gà thì có 14 vị tiến sĩ cao học của nghi dương xưa, đây là một tiến sĩ. Thì 14 vị tiến sĩ này là từ đời của nước cho đến cái vị cuối cùng là ông Nguyễn Quang Biểu năm 1789 là người lãnh Trường Sơn. Thế thì lúc nào có gì các cháu sẽ tìm hiểu về, về lịch sử lai lịch cũng như là thân thế của 14 tiến sĩ là đang ở trong văn miếu này. Thế và mới đây nhất là đã có một cái bác tiến sĩ Phạm Trung người làm Vi Dương đã có một cái dự án xây dựng ở đằng sau các cháu ở cái gốc đào kia một cái nhà bia ghi danh 14 tiến sĩ ở trong miếu này. Thế thì khả năng từ nay đến năm riêng mà các cháu có điều kiện trở lại thì sẽ được nghiên cứu cái cảnh quan nó đẹp hơn và tìm hiểu về 14 tiến sĩ thờ ở đây một cái đấy là cụ thể ở trên 14 cái bia đấy, mỗi bia ghi danh một tiến sĩ thân thế sự nghiệp rồi quá trình trưởng thành và làm quan phục vụ dân tộc và phục vụ đất nước. Thế ở đây chỉ ghi tóm tắt tên tuổi thôi chứ trích ngang thì không có được. Thế thì cũng xin báo cáo và nói với các cháu như thế để có điều kiện từ sau Tết trở ra có điều kiện các cháu trở lại văn miếu thì sẽ thấy rằng là được cái thân thế sự nghiệp của các cái tiến sĩ mà hiện nay
đang được thờ. Mà thờ ở đây là toàn dân của Nghi Dương, à của Nghi Dương xưa thờ. Thế nhưng mà vì nằm ở đất Sơn La, thế cho nên nay hiện nay đã là giao cho là Sơn La xã Thanh Sơn, cái chịu trách nhiệm đấy là quản lý, chủ trì và đưa thành phố công nhận là một di tích lịch sử văn hóa cấp với là của thành phố mà theo bác được biết đây là văn miếu duy nhất của Việt Nam ta, của cấp phủ ở đất nước Việt Nam mà có sớm nhất đấy với lại một cấp phủ cấp huyện. Thế còn cấp tỉnh thì các cháu thấy rồi, ở Hưng Yên có Mao Điền, ở Hải Dương nên là có trên Hà Nội có Quốc Tử Giám, ở trong Biên Hòa thì có văn miếu Biên Hòa. Thế nhưng mà văn miếu cấp phủ cấp huyện thì duy nhất chỉ có huyện chúng ta có văn miếu tôn thờ sự học và tôn vinh các tấm gương đấy là học hành. Thế tân mong là các cháu sau này trưởng thành thì có dịp sẽ quay trở lại văn miếu để chiêm bái và tưởng nhớ các cái thánh nhân văn trường. Thế xin có một vài cái điều như thế. Thế còn nó là dài lắm thì các cháu và các bác là sẽ tìm hiểu tiếp bằng các cái chức danh tiến sĩ như cụ để gọi là mang lại cái vinh dự cho dòng họ. Cái này là mong các cháu cố gắng, đấy là một điều mà Hội đồng Bảo Ngô Kiến Thụy và Hội đồng Bảo Ngô Đoàn Xá làm cái này biết rồi. Thế nên bây giờ các cháu là tương lai của đất nước mà là tương lai của dòng họ. Thế là các cháu cố gắng lên nhá, cố gắng học hành lên. Tí là ta nuôi xong rồi thì ta ra kia ngồi nghỉ thì xong là ta đi tham quan xem xét đi. Thì tí ra kia ngồi nghỉ chúng ta phù hợp. Thế xin là ai mà chưa còn gì nữa thì ta sẽ tham quan xem. Năm 2000